video số năm của tôi. Bây giờ tôi quay cái bài ăn gạo lứt mà theo bài số 7 của thầy Thích Tuệ Hải, chùa Long Hương, ăn thực dưỡng theo phương pháp của Osawa tiên sinh, các bạn xem nha. Cách thức tôi chỉ cho các bạn từ nấu cho tới ăn. Nấu gạo lứt khó lắm, nhưng mà thật ra cũng chẳng khó nếu các bạn biết cách. Bây giờ ta làm như sau. Các bạn ra chợ mua cái bao PP nhỏ nhỏ thôi, bao PP này, để nó chịu được nhiệt. Bao PP này, bao PP đó, nhỏ bao nhiêu thôi. Rồi bây giờ bao nhiêu gạo, ví dụ các bạn định nấu một lon gạo như vậy đi ha, vừa vừa thôi ha. Đó, đó, ta cho vào trong cái bao vậy. Bao nhiêu gạo thì ta cho vào bấy nhiêu nước ở trong một cái bao PP. Tôi cho vào cho các bạn coi nè. Bao nhiêu gạo thì bấy nhiêu nước nha. Đó, tôi cho gạo rồi nè. Thì bấy nhiêu nước, tôi lấy sẵn nước ở đây rồi. Bây giờ tôi đông, cho nó đủ bao nhiêu nước thôi. Đó, các bạn coi nè, tôi làm cho bao nhiêu nước nha. Đúng như thế nha. Không có là nó không đúng bài, nó không có ngon đâu. Hoặc là nó nhão choét. Đó. Hoặc là nó khô queo. Hả? Rồi các bạn nghe coi. Đó, tôi làm này. Phải đúng về bao nhiêu nha, không được nhiều quá mà cũng không được ít hơn. Đó, ấy. Bao nhiêu gạo bấy nhiêu nước. Rồi. Bao nhiêu gạo bấy nhiêu nước. Đây, tôi cho vào cái này. Cho vào cái bao đấy. Đó. Xong rồi được cái bao này rồi chứ gì? Là ta đã phải dồn, ta dồn hết hơi ở trong ra, hơi trong ra, xong ta dùng còng thung. Các bạn dùng còng thung nè, tôi bỏ này xuống nha, dùng còng thung, ta buộc nó lại nha, dồn, nhớ dồn hết hơi ra nè, ta dùng còng thung, ta buộc nó lại, nha, dùng còng thung, ta buộc nó lại, cũng đơn giản thôi, nhớ dồn hết hơi ra, và cái còng thung nó cũng không được buộc gần sát đây quá nha, để cho nó có cái phần hơi này, một phần ở đây để khi gạo nó nở ra nó không làm bể cái bao của mình. Đó. Sau khi các bạn làm như vậy rồi thì các bạn cho vào cái nồi áp suất. Nồi áp suất á, để nước nửa nồi, cho vào nồi áp suất và ta nấu cái này trong vòng, ta để cái vào trong nồi áp suất và ta để cái chế độ súp, thì trong vòng bao nhiêu phút mà nó coi như chín súp là cái này nó chín luôn. Nhớ là mua bao PP ngoài chợ hoặc PE nha, vì nó chịu nhiệt. Còn các bạn mua bao mà không phải PP hoặc PE là nó rách toét ra luôn đó. À rồi, bây giờ ta để vào trong cái nồi súp là ta nấu, nồi áp suất á, ta nấu. Như vậy tí nữa các bạn sẽ thấy này, cái cơm này nó ăn ngon lắm. Vậy bây giờ tôi chỉ cho các bạn cách thức mà ăn theo bài số 7 của thầy Thích Tuệ Hải. Thứ nhất, thì các bạn thấy không? Tôi từng chứng kiến luôn, có người từ bên Mỹ luôn gọi điện cho thầy, hỏi thầy cái cách thức ăn làm sao. Thì có những cái người mà ta bệnh nặng lắm, ta cấp cứu, ta chở đến chỗ chùa của thầy để hỏi thầy coi bây giờ ăn gạo lứt làm sao để chữa bệnh mau mau cho nó xuống bệnh. Nó hỗ trợ thôi chứ nó không chữa được nha các bạn. Các bạn nhớ này, ở trong cái thuốc đông y tây, thuốc đông y thuốc nam cũng như vậy thôi. Các bạn nhớ này, khoa học hiện nay nó rất là hiện đại, cho nên khi mà khoa học ra một cái đề tài gì là ta bám sát theo, chữa bệnh theo kiểu gì ta bám sát theo. Còn đông y tây y, ở đông y với lại thuốc nam thì chỉ hỗ trợ, nhớ cái điều đó nhé. Cho nên Bộ Y tế khi ta làm bất cứ một bài thuốc nào, họ cũng bắt mình là phải nói lên trên truyền hình quảng cáo đây chỉ là một bài hỗ trợ thôi, không phải là thuốc chữa bệnh. Người ta nói cái câu đó nhanh lắm nha. Cho nên các bạn phải để ý nhất cái điều này. Và khi tôi chỉ cho các bạn cái điều này cũng chỉ hỗ trợ chứ không phải chữa bệnh nha. Nhớ bài thuốc số 7 của thầy như sau. Sau khi ta nấu xong rồi, rồi giả bộ như tôi nấu xong rồi ha, thì các bạn ăn như sau nè. Lấy một muỗng cho vào miệng ăn. Cách thức ăn như sau: ngậm cái miệng lại, không được cho không khí vào, vào ta nhai. Khi nào các bạn thấy nhai mà gần như là phải 300 đến 400 cái nhai, khi ta nhai như vậy thì cái tuyến nước bọt nó hoạt động ghê gớm lắm. Các bạn để ý, nhai như vậy cho tới khi trong miệng nó chỉ thấy nước ở miệng nó phùng ra như vậy á, lúc bây giờ ta mới nuốt. Đấy là bài ăn theo bài số 7 gạo lứt của thầy Thích Tuệ Hải. Vậy các bạn, cái công dụng của cái gạo lứt
thì các bạn lên mạng tìm thấy nhiều lắm. Nó thứ nhất nè, cái điều đầu tiên tôi thấy nhất là nó lọc độc. Điều thứ hai tôi thấy là nó làm cho các bạn giảm cân nhanh lắm đó. Ví dụ như là các bạn đang 6, tôi đang 63 kg nè, mà tôi ăn trong vòng một tôi ăn trong vòng tháng rưỡi tôi còn có 52 kg thôi các bạn. Đó, các bạn ăn thử đi nha. Rồi còn cái khi ăn gạo lứt xong các bạn nhìn thấy một tuần sau cái da mặt các bạn hồng hào vô cùng, hồng hào lắm luôn. Đó, đó là cái ăn gạo lứt nha. Bây giờ ăn gạo lứt chữa bệnh, thầy nói là chữa bệnh rất là nhiều. Các bạn thử coi nó lọc độc và nó chữa bệnh nhiều bệnh lắm. Ví dụ như người ta đau mà các ông bà già đó, à, tôi dặn thêm nè, các ông cụ bà cụ lớn tuổi các bạn nghe thầy giảng đi là sẽ không cho uống sữa, vì sữa rất, nếu mà nói là rất độc thì cũng không, tôi không dám nói từ đó. Nhưng mà ông bà già, nhất là má tôi nè, má tôi uống cái sữa mà rất là mắc tiền, nhiều tiền lắm. Nhưng không phải tôi tích tiền mà vì tôi nghe thầy giảng rồi, thầy bảo là các ông bà già nếu mà ai đến mà cho sữa các con đừng có cho uống nha, vì là các con sẽ làm theo với phương pháp là cứ cho các ông bà già ăn ăn hoặc là theo thực dưỡng hoặc là nấu cháo á, nấu cháo theo bên thực dưỡng của thầy thì các ông bà già ăn nó khỏe, chứ còn uống sữa là mấy ông bà già ăn không tốt. Chính má tôi đây đã uống sữa và trong vòng 3 năm trời, bà 80 tuổi rồi các bạn, 80 nay năm nay 84 tuổi rồi, bà ăn trong vòng 3 năm, uống trong vòng 3 năm trời. Thì bây giờ bà cảm giác về ăn uống bà không có, bà nói bây giờ đi kiếm cho mẹ một cái thầy bác sĩ nào mà để chữa bệnh sao, chứ tôi ăn tôi không có biết ngon là cái gì hết, không có cảm giác về ăn cái gì là ngon. Thì tôi bảo thầy đây, bà bảo thầy nào, tôi nói không có, theo thầy Thích Tuệ Hải nha, bây giờ cứ làm bài cho con đã, rồi không được thì mới đi bác sĩ, nghe chưa? Bây giờ bà nghe chưa, ngay từ hồi bà uống con đã nói là bà không được dùng sữa, nhớ chưa nào? Thế bà cứ dùng nhưng mà con cản rồi, không được. Thế bây giờ bà bệnh rồi, bây giờ nói được không? Bây giờ nè, bây giờ mình nấu cháo gạo lứt bà ăn nha, bà ngừng ngay cái sữa dùng con, chỉ một tuần thôi bà thấy khác. Thế ngày đầu tiên tôi nấu cháo cho bà ăn, ngày hôm sau tôi hỏi bà thấy trong người sao? Bà má tôi nói cho, ờ thấy cũng được được với con. Thế ngày thứ hai thấy khác hơn à, ngày thứ ba có một tuần má tôi ăn ngon lắm. Các bạn thấy không? Thầy giảng bài đấy là không được dùng sữa dành cho những người già đấy, thầy giảng bài các bạn cứ mua băng của thầy Thích Tuệ Hải đi, có nhiều bài giảng hay lắm nha. Thì đó là một trong những cái bài giảng của thầy mà tôi nghĩ rằng là hồi trước tôi không biết YouTube, bây giờ tôi biết YouTube á, cho nên bây giờ tôi mới lên đây để tôi đăng cái bài cho các bạn, để nếu thấy hay thì các bạn nào trong nhóm chung nhất trong nhà mình có người lớn tuổi thì mình hướng dẫn cho mấy ông bà nha, để hỗ trợ cho sức khỏe của mấy người già nha các bạn. Đó, rồi còn ăn chay thường dưỡng chữa bệnh nha. Đó, thành ra các bạn có người nhà trong bệnh đau bệnh gì đó thì ta nên áp dụng cái phương pháp này để ta hỗ trợ cho gia đình chữa bệnh. À, bây giờ nếu mà cái bài này nó các bạn thấy áp dụng mà thấy hay thì các bạn share cho người khác, và các bạn thấy hay nhớ tặng cho tôi một like nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhiều.